Nếu các bạn muốn xem những video mình chơi game thì các bạn hãy lên Facebook và search fanpage Sầu Riêng TV và hãy follow và chọn yêu thích để có thể nhận được những video sớm nhất nhé. Và chúc bạn xem video vui vẻ. Ok, thì trước khi bắt đầu video này, anh em hãy kéo xuống bên dưới và ấn vào nút like để giúp cho mình có thêm siêu động lực làm những video hấp dẫn cho các bạn xem nha. À mà có đến 80% các bạn chưa đăng ký, vì vậy các bạn đừng quên là đăng ký giúp cho mình lên được 300 cái sub nhanh nhất nha các bạn ơi. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hey, ok, thì hello, xin chào bạn đã trở lại với channel của mình. Thì mình là Sầu TV đẹp trai 12 có tính nè. Thì hôm nay sẽ bắt đầu với một video Minecraft ấy nữa. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe và đừng quên là qua đăng ký các hành vi của xin tên 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 tổ tiên nha bạn. Bạn ơi, mình đang có một cái kênh Facebook, gọi là Facebook Gaming để mình có thể đăng những video chơi game khác trên kênh Facebook đó. Thì nếu các bạn gọi là yêu thích mình và muốn gọi là tham gia và tương tác với mình trên Facebook á, thì bạn đừng quên là qua Facebook Sầu Riêng TV để có thể like fanpage và like follow giùm mình nha. Ok, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều luôn. Thì hôm nay mình đang đi qua nhà của Hachi nè mấy bạn, để mình rủ Hachi đi chơi. Trời ơi, dạo này lại xấu á, gọi là không có ai chơi được, chơi nói chung là khá là buồn. Hachi ơi. Dạ, quay vậy, quay. Thôi, hello đây nè, chơi. Hello. Chào mẹ, ai vậy? Ai vô nhà tôi vậy? Trời ơi, thì qua đây ngủ chơi chứ, dạo này chơi. Qua đây đi, mới mua cái tivi mới. Bùm. Được. Ê, mà ông biết gì không? Bữa giờ chị Nabi á, bữa giờ bà toàn bà ngủ hoài luôn á. À, sức mạnh của loài heo. Đúng rồi, sức mạnh của loài heo. Bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Ê, nhà em có gian không? Nó bụng là xuống ăn cái đi rồi lên. Vậy đâu mà, có đâu. Không xin có. Xin miếng bánh nha. Vậy, lấy bánh quy tôi vậy. Thôi, chặn miếng đi. Thôi, bánh quy để từ lúc xây nhà tới nhà. Ủa dạ, trời ơi, vậy nó hư bà đó rồi. Thôi trả đi. Thôi mời khách. Thôi. Vậy nãy mới đâu có mua cái tivi mới phải không? Thôi bây giờ cho tôi mượn tôi coi xíu nha, dạo này. Ờ đúng rồi. Tivi lên xem phim mấy có vài phim mới hay lắm. Ok, để coi. Đây, bấm rồi. Tập cái gì đây? Để coi bật phim này. Ủa? Ủa sao cái tivi gông lại tự nhiên tôi nghe tiếng dự báo thời tiết vậy ta? Từ để coi cái. Bấm rồi. Xin chào quý bạn và các vị đã đến với buổi hội sự ngày hôm nay. Hôm nay quý bạn và các vị đang thắc mắc tại sao tôi đang mặc bộ đồ chống lính mà tôi lại lên hội sự với các bạn sao? Không, hôm nay một tin rất là sốc. Một trong những cái phòng thí nghiệm SCP mà đáng sợ nhất thế giới này, đó chính là phòng thí nghiệm SCP ở làng Sinh Tố, bất ngờ đã được mở ra. Và đây là vật chứng của chúng tôi đã chụp được. Một cánh cửa đã mở ra và một con SCP đã xuất hiện. Và chúng tôi đang điều tra về người làm ra được cái phòng thí nghiệm đã mở cửa phòng thí nghiệm SCP này ra. Và bây giờ bọn SCP đang bắt đầu tràn lan ra rất là đông. Bọn chúng có thể tấn công con người nếu các bạn không tập trung và bảo vệ bản thân. Các bạn hãy chú ý bảo vệ bản thân và ở yên tại nhà, chúng tôi sẽ điều tra. Xin lỗi mấy bạn và các bạn, vừa có một thông tin mới nữa. Một cơn sóng thần đang rất lớn đang ập đến thành phố Sinh Tố. Và chỉ có nơi đây bị những cơn mưa lâu ngày kéo đến. Đó chính là cơn mưa sẽ làm ngập cả thành phố và cơn sóng thần sẽ cuốn đến. Quý bạn và các vị hãy cố gắng cẩn thận. Chúng tôi đi đây và chúng tôi sẽ cố gắng quay lại và hỗ trợ quý vị và các bạn. Ok, tạm biệt. Ủa khoan, cái gì vậy? Hình như tụi SCP nó đang chạy ra. Nhưng mà khoan, ai mở cái IG ngu đầu mở cái chỗ SCP vậy? Đừng nói là tại tôi hồi sáng tôi lỡ chơi ngu. Tôi làm gì đó? Tôi đi kiếm Queen Up với hai chơi Chinky để đi ngủ đi chơi, nhưng mà tôi vô giọng tôi thấy không có gì, tôi mở cửa kìa. Vậy ai người đó có là còn làm trong đó đâu, kêu đi ra mở cửa ra đây chơi. Oh yeah. Trời ơi, dạo này không biết, dạo này trong làng Sinh Tố dạo này không có ai chơi gì hết trơn á. Vậy là trong đây nè, trong đây mình thường nhớ có Chinky với Queen Up. Hồi đó là làm gì trong đây nè, để mình vô đây mình rủ cả hai người đi chơi rồi. Phòng SCP mà tối ngày chả có thấy cái gì hết trơn, toàn chỉ là dựng lên nói chuyện chơi thôi chứ có con khỉ gì đâu à. Ủa, ai có cái cửa gì vậy ta? Để coi coi. Ui, cửa mật khẩu nữa, what the hell? Cửa mật khẩu cái gì kỳ vậy? Ê, mở được nè. Xịn. Wow, bên đây là phòng thí nghiệm gì vậy ta? Wow. Ui, trời ơi, rồi sao bây giờ? Lâu lắm rồi á. Sống thần SCP. Trời ơi, cái này nghe đáng sợ quá vậy. Sao bây giờ? Điên thiệt rồi. Nhưng mà không biết chừng nào nó mới tới luôn á. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Giờ sao đây? Bây giờ đi về chuẩn bị đồ thôi, tôi về chuẩn bị trước nghe hai chị ơi. Đi về. Ok, ông cũng chuẩn bị súng đồ nè, anh nghe SCP nguy hiểm lắm đó. Ok. Thôi được rồi, bây giờ về nhà. Cái gì hả? Ơi đừng có nói với tôi là hả? Vậy là sóng thần nó cũng lên tận. Ui.
bắt đầu trời đã mưa luôn rồi kìa mấy bạn ơi. Vậy là đúng như là lời dự báo thời tiết, trời đang trong xanh mây trắng trong lạnh luôn, vậy mà trời mưa như thế này thì một tí nữa sẽ ngập nhanh thôi. Mưa lớn quá, mưa lớn quá. Ok ok, bây giờ mình đã chuẩn bị súng rồi nè. Mưa lớn quá trời luôn kìa. Ui lạnh quá, lạnh quá. Ui trời ơi, ui trời ơi. Ủa trời, không biết là chuyện này sống thần. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Ê, cái gì vậy? What the hell? Mưa ngập lại sinh tố rồi. Trời ơi, ôi ơi, nó ngập nhà mình luôn rồi nè mấy bạn ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Bây giờ mình phải kiếm điện thoại, mình phải kiếm cái gì đó gọi cho hai chị mới được. À đúng rồi, gọi trên máy tính, gọi trên máy tính trên điện thoại. Ồ là máy tính có phần mềm gọi điện. Ok, bật rồi. Ok, kết nối với hai chị. Hai chị ơi. Alo alo, ủa rồi tôi gì vậy? Bên ông ngập, bên ông ngập nhiều không vậy? Nhiều. Khá là nhiều đó. Tôi hình như có cả hình như bắt đầu mấy con SCP xuất hiện rồi kìa. Cái gì, ở đâu? Hình như bên nhà tôi có, tôi thấy hai ba con nè. Đang lấy súng, đang trốn. Ok, ông cẩn thận nghe. Ok, bây giờ tôi sẽ qua tôi hỗ trợ ông. Trời ơi, tại mình mà bây giờ Hachi đang ở gọi là bên làng, bên nhà của Hachi mà. Không được rồi, mình phải qua mình giúp Hachi thôi. Không được rồi. Ok. Mưa lớn quá vậy trời, tự nhiên sáu lần là đây là lần đầu tiên mình thấy lại sinh tố mình bị ngập như thế này luôn ấy. Trời ơi, thật là kinh khủng quá đi. Rồi mà bên chiếc thuyền làm sao đây ta? Đây nè. Ok. Làm được chiếc thuyền rồi. Ok đi thôi. Ui. Ok. Bây giờ mình sẽ qua nhà Hachi thôi. Ôi trời ơi, sắp xét tôi rồi. Hachi ơi, có nhà không? Hachi gì? Tôi Hachi ơi. Ê, im lặng, đằng trước im lặng. Ôi ơi, nhà ông gì SCP quá vậy? Trở lại. Tôi xuất hiện rồi đó. Ôi ơi, nhưng mà đi vô đường nào vậy? Ngõ sau, tôi có cái ngõ sau mà. Đây nè. Ờ, chưa vô. Ok. Bây vô nhanh. Trời ơi, hên quá. Ôi. Thôi, có vài con SCP đây đứng dưới ngoài kia kìa. Ok, tôi có đem súng em nè, ông có súng không? Có, khẩu súng nhanh viên, khẩu súng mà kìa. Ôi, có con nguyên con cũng lâu luôn quá trời. Ừ, tiêu gì đây? Mày là con. Ôi, tụi SCP này. Bạn thấy, ở dưới có con kìa, dưới. Okay, tôi đang bắn rồi. Ờ, mấy con tầm xa tôi sợ lý đó chà. Mày là con. Ý, con lòng to khổng lồ dưới. Mày, đúng rồi, đó. Chết đi. Hết rồi. Ủa, hết chưa. Hết rồi, ok. Hình như cũng bớt rồi á. Ôi, mong mấy người xuất hiện. Ôi, hay chi, hay là bây giờ tụi mình phải mình đi gọi là đi từng cha gọi làng sinh tố đi, để không thôi là tụi nó bắt đầu phá làng sinh tố ăn thịt mọi người trong làng sinh tố nữa. À đi. Ôi mặt đất bắt đầu nó bị gì rồi kìa. Đâu cái gì nhìn xuống mặt đất kìa, công viên mà lúc đầu nó đang xanh tự nhiên nó hóa thành đất gì rồi kìa. Trời ơi, sóng thần đợt này lớn quá. Hai chị ơi, rồi sao bây giờ mình lấy chiếc sụa. Lấy chiếc xuồng mình đi. Được. Đi hả chị? Đi. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Ở bên nhà tô gà còn giờ vẫn còn đang không bị ngập á. Chắc qua anh đó thử đây, cái xuồng của ông kìa. Ok, đi. Chuẩn bị nha. Không biết chừng nào nước nó ngập lên nữa, bây giờ đi lẹ thôi. Bất công nó ngập đi, lên, toan mình luôn ấy. Đi nhanh đi. Ôi, cái gì vậy? Chưa gì mà. Ôi, gì vậy trời? Nó ngập lên được thêm đất rồi á. Ôi. Ôi, gì mà ngập nữa hả? Ui, nó nẻo cao hơn nữa rồi hả? Chết rồi. Đi nhanh đi. Ôi, còn này đông vậy. Ôi, ở nhà chị nó bị nhiều quá, chị nó bị không biết còn ngủ không nữa. Không biết nữa. Ui, có con này nó đánh tôi hoài nè. Ui, chạy ra chị, lùi. Đợi. Ôi, mày nè con, mày nè. Con mày nè con. Ê, con gấu dưới kìa ông kìa. Ôi, bắn nó nãy giờ nó không chết. Vô nhà chị nó bị nè hả chị? Coi có gì nó bị nhà không? Ôi, sầu quyên ơi. Ủa, sao vậy chị nó bị không có gì trên, chị nó bị đâu ta? Mày biết nữa chắc qua đồn rồi. Thôi kể đi, nhưng mà nhìn nó ngoài kìa. Ui chu cha má ơi. Sao bây giờ phải xử từng con rồi. Nó đông kinh khủng luôn á. Ủa có mấy con mà xúc tu nó to dữ vậy. Đâu vậy? Mày nè, đâu đây đi, đứng có chỗ đứng bắn bằng này nè. Ôi má ơi, con quái vật. Ôi con này. Mày thôi mà nó con kia nó SCP này. Ôi con kia nó bự quá. Bây giờ chắc mình phải qua nhà tô gà thôi hai chị ơi. Ôi. Chị chết rồi. Ông có bị đỏ không? Không có. Coi chừng cái con SCP mình nhìn vô mặt nó. Ok. Dĩ đi. Bắn nó không được vậy. Tại nó xa quá. Tôi xài súng nhắm mà xa gì. Ôi đây, một con. Con kia đó nè. Ôi con quỷ kia xúc tu cao quá. Thôi, bắn con xúc tu đi. Cao quá, bắn không tới. Thôi ơi, tôi đi, tôi sắp hết đạn rồi. Tôi phải qua nhà tôi gà cái đã. Nhà tôi gà an toàn á. Đi qua đó đi. Hai chị ơi, ông đâu rồi? Đây nè hai chị, đi. Ủa tiền tôi đâu rồi?
Thì tôi nghĩ tôi mới gì đậu đây mà. Ôi, không lấy trời đâu nữa trời, con quỷ nào nó bắt lấy rồi. Vậy đi trúng tôi nè. Đi. Ê, coi chừng mấy con xúc tôi kìa. Ôi, nó to quá vậy. Ôi, ở đẳng còn quá trời luôn. Thôi được rồi. Ôi, đi lẹ thôi, trời tôi sợ hồi nó mưa nó ngập nữa là chết luôn á. Sống thần thì đáng sợ quá à. Thôi, tôi đi. Ôi, bắn nó không được. Ôi, gì vậy? Ôi, ngập nữa rồi. Cái gì vậy? Ôi, có con này ở đâu anh? Mày bắn tao hả mày? Ủa? Ngập ơi. Ôi, nó giờ bây giờ đất nó ngập lên cả nóc nhà luôn rồi. Ôi, bây giờ xuống đây, bây giờ lên. Bắn không? Đây nè, tôi quẹo trong bắn cái con quỷ quỷ mật à. Ê, tôi bắn chúng ông. Dính tôi. Ê, không? Ê, không lấy. Mấy con quỷ da đen nữa lại nó bắn mình kìa. Leo lên lấy. Tôi nghĩ là con mực nó ở dưới đây nè. Bắn ở dưới đây nè. Nè đúng rồi, mình bắn ở dưới cái chân đó. Đúng rồi, bắn dưới chân đó. Đúng rồi, hai chị ơi. Dưới chân à? Đúng rồi, lặn xuống dưới bắn á. Mày quỷ mật này. Rồi. Đi. Ơ lên nóc nhà đi nha nè. Ê con kia. Nhìn đó. Mày chết đi. Lớp nhà nha nè, chị ơi. Ôi nó càng đây càng ngập lên rồi đó. Ôi bên nhà tôi gà vẫn không ngập. Ôi mừng quá. Có kìa. Không nhưng mà nó đang dâng lên dần dần á. Ôi bên đây cũng còn mấy con nè. Mày. Ok. Ôi đi. Bây giờ cá lại sinh tố của tụi mình ngập hết trơn rồi. Rồi tất cả do ông á. Ê còn mấy con nè. Nhưng mà cái này nó sống thần mà nó phải tôi lại mấy con SCP này xuất hiện ra mà. Ê tại ông mở cửa trở ra mà nó đâu ra nó xuất hiện ra. Mày. Rồi đập cái khúc gỗ lâu vậy. Nhanh. Biết ai? Mày. Đem mở cửa. Mày chó nè. À biết ai. Ai đây đập đưa. Vô nhà tôi có an toàn nè. Ok mừng quá. Ủa nhà tôi gà an toàn kìa. Thôi con. Có gì mình qua nhà tôi gà trú ẩn cũng được. Hình như nước càng ngày càng dâng lên nữa. Thôi nguyện vậy. Thôi. Giờ sao đây? Ngập quá rồi, bây giờ tạm thời chắc ở nhà tôi đi ha chị, nhà tôi cũng không sao nè. Nhà ông này chắc cũng ổn nè. Trời ơi, là chị Tố ơi, ngập gì vậy? Trời ơi, đúng là cơn ác mộng mà, thiệt quá trời luôn nè. Trời ơi, nhà ông ngập, nó ngày ngày càng ngập lên nè. Ôi cái gì? Vậy? Ôi! Đứng máy rồi! Ôi đứng máy rồi! Trời gì, từ đây! Đáng lên chị ơi! Ôi! Sao quá trời vậy? Lên đi! Ôi! Còn cái chỗ tôi của tôi gà còn kìa. Còn đúng cái lưng thôi đó, ok. Trời ơi, lên. Ôi ơi. Quá trời luôn. Lên hả? Ôi, máy à? Vừa sống thần người mà đấy. Người máy vừa à? Vừa sống thần mà vừa SCP nữa rồi sao mà chịu nổi. Ai cho bằng mày lên, tao chặn đường lên nè. Ủa ngoài kia bắt đầu đóng đứa nè. Nó cắn tôi. Thôi được rồi các bạn ơi, thì tụi mình sẽ cố gắng ở trên đây và sẽ tiêu diệt hết bọn SCP này và gọi là đợi hết sóng thần này thì ok. Thì nếu bạn thấy video của mình thì đừng quên like cho mình, nút like và nút share và nút subscribe và đừng quên là qua đăng ký kênh của Xin Tố Tim và cùng đừng quên là like fanpage của mình nha. Ok, cảm ơn bạn đã xem video này và chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye. Bây giờ tụi mình phải tiếp tục tiêu diệt bọn SCP này thôi.